Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Liên hoan phim Việt Nam kết thúc những tranh cãi về chất lượng phim Đất rừng Phương Nam. Ngày 26 tháng 11, báo Tuổi trẻ có bài phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn, trưởng ban giám khảo thể loại phim truyện tại Liên hoan phim Việt Nam vừa qua. Theo đó, phim Đất rừng Phương Nam, bộ phim gây tranh cãi thời gian qua, không nhận được một giải thưởng nào. Ông Sơn cho biết có bốn tiêu chí để đánh giá một bộ phim, đó là nội dung tư tưởng và nghệ thuật tốt, có tính sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh, có nhiều tiềm tòi trong cách kể một câu chuyện điện ảnh mang tính nhân văn, hướng tới cái đẹp trong tâm hồn con người, giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Đương nhiên, không thể nào có một tác phẩm đáp ứng tất cả các tiêu chí mà ban giám khảo đề ra. Điều đó cũng không giống như việc không thể có một tác phẩm hoàn chỉnh vậy bất kỳ phim nào cũng có vấn đề tồn tại của nó nhưng quan trọng hơn cả bàn giám khảo nhìn bộ phim trên tổng thể cái cơ bản lỗi của nó phim đó có gì đặc biệt cần ghi nhận phim ở vấn đề gì để trao giải một cách xứng đáng ông sơn cho rằng các tác phẩm dự thi cần được đối xử sòng phẳng như nhau bỏ đi cái quan niệm phim nhà nước hay phim tư nhân và đây là hình bài trên báo tuổi trẻ đối với phim đất rừng phương nam ông sơn cho hay phim có đề cử ở một số hạng mục nhưng khi ban giám khảo bỏ phiếu thì lại không đạt dù đã được xem xét kỹ về tất cả các mặt theo ông sơn ban giám khảo là những người làm nghệ thuật quyết định của họ đơn thuần trên phương diện nghệ thuật và chấm các bộ phim dựa trên các tiêu chí về nghệ thuật ban tổ chức đưa bộ phim đấy lên thì ban giám khảo phải chấm đúng trách nhiệm ông sơn nghĩ phim Đất rừng phương Nam, không vi phạm luật điện ảnh, phim dự thi và được đối xử công tâm như tất cả những phim còn lại. Tác giả không cho rằng Đất rừng phương Nam không có giải là phương án an toàn cho ban giám khảo. Ban giám khảo đã tranh luận, xem xét từng vấn đề một, từng chút, từng chút một và rất công tâm. Phim xứng đáng đạt được cái gì thì nó sẽ đạt được. Cá nhân ông Sơn đánh giá Phim Đất rừng Phương Nam là một bộ phim cần được ghi nhận ở sự công phu trong việc xây dựng bối cảnh, âm nhạc, thiết kế, dàn dựng, quay phim. Các nhà làm phim đã làm rất chỉnh chu, cẩn thận, nhưng chưa chắc sự chỉnh chu đã là một điều hoàn hảo đạt tiêu chí để chấm giải. Và đây là hình vẫn có những đạo diễn khóc mướn cho Đất rừng Phương Nam. Ông Sơn nêu ví dụ ở hạng mục quay phim xuất sắc ban giám khảo quan điểm người quay phim xuất sắc là người làm cho khán giả quên luôn người quay phim ống kính của người quay phim luôn theo nhân vật luôn theo câu chuyện và tuân thủ hiện thực đời sống một bộ phim có một chút khuynh hướng thương mại một chút du lịch để lôi kéo khán giả đến rạp sẽ khác với tác phẩm chuyên về nghệ thuật ban giám khảo đã xem xét phim đất rừng phương nam khá kỹ như vậy sau những bất đồng tranh cãi về đất rừng phương nam thì Liên Hoan Phim Việt Nam đã đưa ra một đánh giá cuối cùng kết thúc những tranh cãi này. Bởi đây là đánh giá của những nhà chuyên môn, những người làm nghệ thuật, chỉ đánh giá trên phương diện nghệ thuật. Cho dù ông Bộ trưởng Văn hóa có đe dọa người dân vì những bình phẩm không hay về bộ phim này, thì ông cũng không thể phủ nhận thực tế. Đây là một bộ phim thị trường, không có giá trị nghệ thuật. Chưa kể đến yếu tố lai căng tạo hóa mà bộ phim đem lại nó hoàn toàn đi ngược với tiêu chí giàu bản sắc văn hóa việt của ban giám khảo và cũng là mong muốn của người việt đối với những bộ phim có yếu tố lịch sử vẫn còn may cho việt nam vì còn có được một ban giám khảo liên hoan phim vẫn công tâm vẫn vì nghệ thuật không rõ liệu những thành viên của ban giám khảo này có còn được tiếp tục tham gia chấm những giải liên hoan phim về sau này nữa hay không Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liên hoan phim Việt Nam kết thúc những tranh cãi về chất lượng phim Đất rừng phương Nam Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Một người dùng bằng giả để tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học cao đẳng. Ngày 26 tháng 11, báo tuổi trẻ cho hay dùng bằng tiến sĩ giả làm trưởng khoa, phó khoa nhiều trường đại học cao đẳng. Theo đó, nhiều trường đại học cao đẳng ở Sài Gòn tỏ ra bất ngờ trước thông tin ông Nguyễn Trường Hải, người từng là giảng viên, thậm chí giữ chức trưởng khoa, phó khoa ở các trường này sử dụng bằng giả. Báo tuổi trẻ dẫn lời lãnh đạo trường cao đẳng Công Thương Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Trường Hải, sinh năm 1981, trưởng khoa công nghệ thông tin của trường, đã nghỉ việc từ đầu tháng 11 năm 2023, sau khi trường xác minh ông này dùng bằng tiến sĩ giả. Trước đó, đầu tháng 9 năm 2023, ông Nguyễn Trường Hải nộp hồ sơ xin việc vào trường cao đẳng Công Thương Việt Nam và được bổ nhiệm giữ chức trưởng khoa công nghệ thông tin vào ngày 18 tháng 9. Tuy nhiên, hồ sơ của ông Hải lại không có bằng đại học. Ông Hải khai bị mất và chờ xác minh lại. Và đây là hình bài trên báo tuổi trẻ. Cả bằng thạc sĩ cấp năm 2010 và bằng tiến sĩ cấp năm 2022 của ông Nguyễn Trường Hải đều do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cấp. Vị lãnh đạo trường cao đẳng công thương Việt Nam cho hay, ông được một người bạn đề nghị xem xét lại bằng cấp của ông Hải. Ông đã qua trường Đại học Khoa học Tự nhiên để xác minh và kết quả là bằng giả. Tuy ông Hải vẫn khẳng định là bằng thật, học thật, nhưng chỉ vài hôm sau, ông làm đơn xin nghỉ việc với lý do bận việc gia đình. Báo tuổi trẻ dẫn lời đại diện trường đại học Văn Hiến xác nhận, tháng 10 năm 2022, Trường này có phỏng vấn ông Nguyễn Trường Hải ứng tuyển vị trí phó trưởng khoa Công nghệ thông tin. Trong hồ sơ xin việc, ông Hải nộp cho trường này cũng có bằng thạc sĩ và tiến sĩ với thông tin tương tự như trên. Tuy nhiên, ông Hải chưa dạy ngày nào tại trường Đại học Văn Hiến dù có đến thử việc trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cho hay, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết từ năm 2016 đến năm 2018 ông Nguyễn Trường Hải có công tác với trường trong vai trò giảng viên thỉnh giảng. Khi đó, ông Hải sử dụng bằng thạc sĩ tinh học và phụ trách đứng lớp một số môn của khoa học công nghệ thông tin. Theo báo tuổi trẻ, một số trường đại học công lập và tư thục ở Sài Gòn cũng cho hay, ông Nguyễn Trường Hải từng làm giảng viên thỉnh giảng tại trường mình trong một thời gian ngắn. Và đây là hình bằng tiến sĩ giả của ông Nguyễn Trường Hải. Một điểm chung các trường này cho biết là sau khi có thông tin phản ánh vấn đề bằng cấp và bị xác minh, ông Hải đều cắt đứt các liên lạc với nhà trường. Báo tuổi trẻ dẫn xác nhận của đại diện trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, văn bằng tiến sĩ của Nguyễn Trường Hải không đúng với dữ liệu lưu trữ tại trường. Trường hợp người sử dụng bằng tiến sĩ, thạc sĩ tên Nguyễn Trường Hải này, nhà trường đã xác minh nhiều lần và khẳng định đây là bằng giả chỉ cần nhìn văn bằng là biết giả người này chưa từng là học viên của trường vì đại diện này khẳng định bằng thạc sĩ của ông hải cũng không có dữ liệu tại trường bản sao văn bằng này không rõ trong đó chi tiết ghi bảo vệ luận án là không đúng vì với thạc sĩ chỉ làm luận văn tình trạng sử dụng bằng giả ở việt nam thời gian qua là khá phổ biến tuy nhiên đa số bằng giả là do cơ sở giáo dục không đạt chuẩn không được sự công nhận và cho phép của bộ giáo dục cấp ví dụ như vụ đại học đông đô hơn nữa đa số người sử dụng bằng giả là để thăng quan tiến chức để làm quan không mấy ai dùng bằng giả để tham gia giảng dạy vì việc giảng dạy cần phải có kiến thức tối thiểu tương ứng với trình độ ghi trên văn bằng giả trường hợp ông nguyễn trường hải có thể coi là khá hy hữu vì vừa sử dụng bằng được làm giả hoàn toàn, lại vừa tham gia giảng dạy ở bậc đại học, là bậc cần phải có kiến thức mới có thể giảng dạy được. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Một người dùng bằng giả để tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học cao đẳng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới